Chelsea sa thải huấn luyện viên Graham Potter nếu thua hai trận tới. Huấn luyện viên Graham Potter sẽ phải đối diện hai trận cầu sinh tử nhằm cứu vãn chiếc ghế của mình tại Chelsea. Đội bóng thành London đang sa sút phong độ với thất bại mới nhất trên sân kình địch Tottenham. Tính trên mọi đấu trường, Chelsea đã để thua cả 3 trận gần nhất mà không ghi được bàn thắng nào. Xét rộng ra, The Blue không biết thắng 6 trận vừa qua. Nguồn tin độc quyền từ Telegraph cho hay, hai trận đấu sắp tới gặp Leeds và Borussia Dortmund là cơ hội cuối cùng để huấn luyện viên Graham Potter xoay chuyển tình thế. Nếu kết quả không khả quan, chiến lược gia người Anh nhiều khả năng sẽ bị ông chủ Todd Pulley sa thải, dù đồng hồ đặt bút ký và bản hợp đồng kéo dài đến 5 năm, lương 10 triệu bảng trên một năm. Lần cuối cùng fan Chelsea được hưởng niềm vui là hôm 15 tháng 1 với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Crystal Palace. Sau đó, họ lần lượt hòa và thua West Ham, Fulham, Liverpool, Dortmund, Southampton và Tottenham. Thuyền trưởng The Blue đang hứng chịu cơn thịnh nộ từ người hâm mộ đội bóng sau chuỗi phong độ nghèo nàn của đội bóng thời gian qua. Huấn luyện viên Potter cho biết, tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ nhưng cũng nhận phải một số email không mới tốt đẹp. Thứ muốn tôi và các con tôi phải chết, đó thật sự không phải là thông tin dễ chịu gì. Các ông chủ câu lạc bộ đã liên tục bày tỏ sự ủng hộ đến Graham Potter bởi họ biết đội bóng cần thời gian cho các tân binh hòa nhập và thấu hiểu triết lý của cựu huấn luyện viên Brighton. Mặc dù vậy, sự kiên nhẫn giảm dần theo thời gian. Tại Tottenham, khá thất vọng khi chứng kiến màn trình diễn nhạt nhòa, thiếu gắn kết của đội nhà khi làm khách trên sân Tottenham cuối tuần qua.